xin chào tất cả quý vị xin chào tất cả các bác à, hôm nay thì hải sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác à, những cái bộ dây cáp của nốt đốt điểm qua những dòng sản phẩm chính và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem xem làm thế nào để có thể mua được một sản phẩm nốt đốt chính hãng và theo lời khuyên của hải sơn nếu muốn mua một sản phẩm nốt đốt chính hãng thì hãy đi theo chỉ dẫn của hãng đi theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và cách thức đơn giản nhất đó là vào trang chủ của nốt đốt và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện ngay cái điều này Mọi người cần có một chiếc máy tính hoặc là điện thoại Chúng ta sẽ vào nodot.com nhé Vào gõ này no. Đây đây là trang chủ của nodot Nodot.com Rồi Đây là trang chủ Đấy chưa? Rồi, Chúng ta sẽ vào cái phần way to buy Có nghĩa là mua ở đâu Rồi Đây Họ có rất là nhiều cái chi nhánh Và các hệ thống phân phối đại lý trên khắp thế giới chúng ta sẽ cuộn vào phần nước Việt Nam và đây ở trên đây thì họ sẽ ghi là các cái dealer là các cái đại lý chính thức trong đó Thiên Hà Audio vinh dự là một trong cái đại lý chính thức của Nodot tại Việt Nam đây có địa chỉ số 5 ngõ 198 phố Thái Hà và có số phone website thiên nào audio vn vì vậy là các bác đến thiên hà audio để sắm các sản phẩm nô đốt thì yên tâm là sản phẩm chính hãng không có hàng giả hàng nhái À, tại vì à, sản phẩm nốt đốt bây giờ nó rất là phức tạp. À, nốt đốt là một thương hiệu rất nổi tiếng, mà càng nổi tiếng bao nhiêu thì lại rất là dễ có sản phẩm gọi là hàng giả, hàng nhái, hàng fake. Và theo như tìm hiểu của sơn thì đã có những cái hàng giả, hàng nhái với độ tinh vi càng ngày càng cao hơn, nó rất giống thật. Không những thế là hàng giả, hàng nhái đã nhái đến những cái phân khúc là là Valhalla và Odin rồi. Và càng ngày càng tinh vi hơn. Cũng có những hàng giả, hàng nhái bán với giá rẻ. Thì chúng ta có thể nhận biết là qua những cái giá rất rẻ như thế thì thường khó mà là hàng xịn Nhưng mà bây giờ có những cái hàng giả nhái đã bán với mức giá cao hơn Cho nên muốn mua được hàng chính hãng bây giờ ấy thì chỉ có cách đơn giản nhất là theo cái sự chỉ dẫn của hãng Chúng ta hãy đến mua tại những cái dealer mà dealer chính thức xuất hiện trên trang chủ của hãng Thì là yên tâm nhất 100% là hàng chính hãng Và tất nhiên Thiên Hào Điêu thì có rất nhiều các sản phẩm nốt đốt để cho các bác tham khảo Nốt đốt là một thương hiệu đã thành lập từ năm 1991 thì với khoảng hơn 30 năm phát triển đến nay thì họ đã là một trong cái thương hiệu gọi là nổi tiếng hàng đầu trên thế giới tuy là một thương hiệu trẻ vì 30 năm thì không phải là quá lâu đối với một cái công ty âm thanh nhưng mà không hề non một chút nào và họ đã có dòng sản phẩm trải dài từ phân khúc gọi là phổ thông uh, hi-fi cho đến những cái gọi là hai em đỉnh cao nhất luxury nhất ví dụ như dòng sản phẩm Odin thì dễ dành cho những cái bộ dàn tham chiếu ở mức đỉnh nhất của mỗi hãng và không khó để bắt gặp được sản phẩm dây cáp nó đốt được cắm đằng sau các hệ thống bộ dàn âm thanh lớn trong các kỳ triển lãm như là AV Show hoặc là Hi-end Show hoặc những cái triển lãm âm thanh lớn trên thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái dòng sản phẩm tiêu biểu theo chỉ dẫn của Sơn từ phía bên trái sẽ sang phía bên phải. trước mặt các bác đây là dòng sản phẩm có tên là Lex. Cái dòng Lex này là dòng sản phẩm gọi là cơ bản, tức là nó sẽ phù hợp cho những bộ dàn âm thanh hi-fi từ những bộ dàn âm thanh gọi là ở mức độ hi-fi phổ thông bình dân sẽ sử dụng những cái dòng cáp như là dòng wide lining cho đến dòng mà Pupu flare. Cho đến những cái bộ dàn Hi-Fi ở mức độ cao cấp hơn Chúng ta sẽ sử dụng đến cái dòng sản phẩm là Blue Heaven Đấy, Một cái tên nghe rất là quen thuộc Blue Heaven Cho tới mức cao nhất của dòng LED Là dòng Red Down Chúng ta sẽ sử dụng cho những bộ dàn âm thanh Hi-Fi cao cấp Hoặc là sử dụng cho những bộ dàn ở mức độ tiệm cận hai end với mỗi một cái dòng sản phẩm như là Red Down, này, Blue Heaven, Purple Flare hay là White Lightning thì họ sẽ làm rất nhiều các dòng dây cáp ví dụ như là dòng dây tín hiệu riêng thì sẽ có đề là Interconnect nhé, dòng dây loa thì sẽ là Loudspeaker Cable, rồi là cái dòng đây là dòng dây số này, dây dây uh, Digital Interconnect đấy là dòng dây để kết nối tín hiệu số là là dây uh, uh, coaxial. Rồi là có cả dây USB 2.0 này Để cho các bác mà dẫn từ máy tính sang cái DAC ấy, ra DAC ấy, thì sẽ dùng những cái dây này Ngoài ra còn có cả dây Tone Arm Cable dành cho những hệ thống mâm đĩa than Không thể không nhắc đến là họ có dây nguồn Tức là cái dòng sản phẩm của họ là có đủ hết, rất là phong phú Rồi đây là dòng LED và chúng ta sẽ chuyển đến dòng tiếp theo Là dòng no 2 với dòng No2 này là dòng sản phẩm cao cấp hơn dòng LED một bậc là đứng thứ gọi là đứng ở dưới dòng Vahala thôi Và dòng No 2 này sẽ phù hợp cho những bộ dàn âm thanh từ 2N nhập môn cho tới 2N ở mức độ rất là cao rồi Chúng ta sẽ đến ngay với cái dòng là Hemdan 2 à, Dòng Hemdan 2 thực, thực sự là một dòng bán rất chạy Theo quan sát ngoài Sơn có lẽ là nó nằm ở một cái phân khúc là 2N Mà giá của nó vẫn tương đối là dễ chịu Cho nên là được các audio file chơi những bộ dàn âm thanh cao cấp là sử dụng rất nhiều dòng Hemdan 2 Thế đan 2 nó có đặc trưng là nó sẽ có cái màu đỏ. Đây, màu đỏ tương đối dòng Red, Red Down nhé, là về có phân phân cấp về màu. Thế nhưng đan 2 thì là dòng cao hơn dòng Red Down một bậc. À, họ cũng có rất nhiều các dòng sản phẩm từ AC Power Cord dây nguồn này, Interconnect đấy, đây là khu vực này là Hemdan 2. đan 2 thích hợp cho những bộ dàn âm thanh 2N ở mức độ 2N nhập môn cho tới 2N gọi là trung cấp. Chất lượng âm thanh rất tốt, tiếng rất là trong trẻo. Tiện thể chúng ta sẽ đến với một cái phụ kiện rất là thú vị đó là Biowire Jumper. Cái này là cái hệ thống jumper để nối cầu. À, thường thì hãng nhà sản xuất sẽ đi kèm cho chúng ta một cái nối cầu nhưng mà nó chỉ là một cái miếng đồng thôi. Chúng ta có thể nâng cấp cái chất lượng âm thanh lên thêm một cái tầm cao nữa bằng cách là thay cái hệ thống nối cầu này. Đấy bằng hàng hiệu, Đấy, hàng hiệu nốt đốt. Đấy, rất là đẹp, rất là chất lượng, chỉ là một mẩu ngắn thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang vẫn là dòng No.2 nhé Chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm cao hơn dòng Hemdan 2 một cấp Đó là dòng Frey 2 à, Hải Sơn muốn nói về các cái tên của các, các dòng sản phẩm của nó no đốt là họ đặt theo tên của các vị thần Bắc Âu nhé Cho nên là chúng ta sẽ thấy có tên của các vị thần Đấy chứng tỏ là họ rất là à, Kính ngưỡng các vị thần Trong cái thần thoại Bắc Âu à, Và chúng ta sẽ theo cái cấp độ là lên càng cao thì sẽ là các vị thần ở mức cấp bậc cao hơn Rồi đây là Frey 2 dòng sản phẩm cao cấp Và mọi người có thể nhìn thấy rằng là Frey 2 thì sẽ có đặc điểm là màu tím Đây đây là một cái sợi Một cái bộ cặp dây 35 Rất là tiêu biểu Của dòng Frey 2 Đấy. Rồi ở đây chúng ta sẽ có Toàn bộ dòng Frey 2 này Trên dòng Frey 2 thì chúng ta sẽ có Dòng T2 Đấy là dòng dòng T2 thì sẽ phù hợp cho những bộ dàn 2M 2 em ở cấp độ cao rồi Kể cả dòng Frey cũng thế Chất lượng âm thanh rất tốt chúng ta chúng ta nên sắm các cái bộ dây cáp cho nó phù hợp với cả cái cấp độ bộ dàn của chúng ta tức là chúng ta cũng cũng nên biết là chúng ta đang chơi bộ dàn ở phân khúc nào ví dụ chúng ta chơi bộ dàn âm thanh ở phân khúc hai fi cao cấp thì chúng ta có thể dùng đến red down hoặc cũng có thể chơi đến mươi đan hai cũng được thực ra các bác chơi đến vahala cũng được nhưng mà như thế thì nó sẽ rất là phí tức là sẽ bị chi phí quá nhiều cho dây mà trong khi bộ dàn của chúng ta thì lại thấp hơn cái cái cái, cái tiền dây rất là nhiều nhưng mà đã chơi đến những bộ dàn âm thanh hay n chẳng hạn Chúng ta không nên dùng các dòng dây cáp quá rẻ tiền Như vậy nó sẽ làm cho bộ dàn âm thanh chúng ta không kêu hay được đúng như là nó có thể Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn các dòng sản phẩm tùy theo cái mức độ bộ dàn của chúng ta Và có thể chọn cao hơn một tí cũng được Ví dụ như chúng ta chọn hem đan thì chúng ta cũng có thể chọn lên lên fray hoặc là ti Nhưng mà ở trong một định mức nào đó thì sẽ hiệu quả cho cả cái tổng chi phí đầu tư à, Phải nói là tiếp tục là đến dòng sản phẩm rất đình đám đó là Vahala đây, xin giới thiệu Vahala 2. Vào năm 2001 thì họ đã cho ra mắt dòng sản phẩm Vahala và thực sự nó là một dòng sản phẩm chất lượng rất cao, rất đỉnh. Và đến năm 2013, họ lại tiếp tục cải tiến và cho ra dòng Vahala 2. Và theo nhiều chuyên gia và theo nhiều audiophile uh, lâu năm có kinh nghiệm về nghe thì họ nhận xét rằng là Vahala 2 hay hơn một cách tương đối đáng kể so với Vahala 1 đặc điểm chung của cái dòng nốt đốt nhé là dây dẹt cái này thì chắc là các bác quá biết rồi họ sẽ sử dụng rất là nhiều các cái um, lõi dây nhỏ có có cái đường kính lõi dây rất nhỏ và họ để xếp cạnh nhau rất nhiều lõi dây là, là dạng dẹt và cái phần vật liệu bên ngoài này là một cái vật liệu cách điện của họ và ở bên trong lõi này cách với cái sợi dây ấy, uh, thì là sẽ là cái lõi uh, gọi là cách điện bằng không khí. Thế tiếp tục là cái dây loa của hãng này thì thường được làm bằng đồng OFC tức là đồng có độ nguyên chất cao mạ bạc cho nên là chất âm là trong trẻo thực ra là hãng muốn nói là dây loa tốt nhất là dây loa không có chất âm tức là nó phải kêu đúng cái âm thanh của thiết bị chứ không phải là thêm bất cứ một cái màu âm nào vào thì đấy là theo như hãng nó đốt à, tiếp tục ở đây chúng ta sẽ quan sát một số các cái phụ kiện thú vị ở đây ở đây chúng ta sẽ có những cái phụ kiện về nâng cấp cho chân của kệ máy này bộ sản phẩm thì rất là chất lượng Đấy, sản xuất tại Mỹ nhé các sản phẩm nốt đốt đều được sản xuất tại Mỹ này made in the USA Đấy. rồi à, cũng phải nói đến hệ thống nguồn điện tại vì điện là một trọng cái đầu tàu rồi cái gì cũng phải cần dùng đến điện thì chúng ta sẽ thấy là ở đây có cái bộ lọc nguồn này QX2 chúng ta sẽ cắm từ ổ cắm nguồn điện tổng cắm sang cái QX2 này. Sau từ QX2 chúng ta sẽ có một đường đi ra, chúng ta sẽ cắm dùng cái quy bay. Quy bay thì chúng ta sẽ có loại 4, 4 ổ và có loại 8 ổ. Đây là loại quy bay lớn. Đấy loại quy bay này chúng ta sẽ cắm được rất nhiều các thiết bị vào đây. Và còn những cái thứ nhỏ nhỏ này. đó là QK1 thì đây là những cái thuộc dòng sản phẩm QRT, đây là những cái lọc thụ động. Chúng ta sẽ cắm sen kẽ, nó sẽ có cách cắm hãng sẽ hướng dẫn cho các bác. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào những cái lỗ như thế này để làm cho cái âm thanh trở nên là trong trẻo hơn, sạch hơn, ít nhiễu hơn. Một cái sản phẩm nhỏ như thế này cũng được sản xuất tại Mỹ. Tất nhiên là những dòng sản phẩm nốt đốt là nhiều dòng sản phẩm là có mức giá tương đối mắc nhưng mà thực sự là nó chất lượng. Hải Sơn chỉ có thể nói như vậy, nó rất rất là chất lượng, rất phong phú các sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ còn đến với cái dòng sản phẩm cao nhất là Odin. Odin thì bây giờ họ đã cải tiến lên đến Odin 2 rồi. Và sản phẩm Odin ấy nó có mức giá rất khủng Nó cao hơn Vahala một bậc và là Có thể nói Odin là vị thần cao nhất của thần thoại Bắc Âu Có nghĩa là nó là sản phẩm cao cấp nhất, hay nhất Nó thường được sử dụng cho những bộ dàn âm thanh xa xỉ, đắt đỏ nhất Cho nên là đấy là một cái dòng sản phẩm cũng cũng rất là kén người sử dụng Thực sự là 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 chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời Không còn gì có thể chê được Đấy là tất cả tổng quan những gì mà Sơn muốn giới thiệu đấy mọi người Thiên Hà Audio là đại lý chính thức của các dòng sản phẩm nốt đốt tại Việt Nam Cho nên các bác mua hàng tại Thiên Hà Audio mua nốt đốt Hoàn toàn yên tâm sản phẩm 100% chất lượng và có giá rất 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 tốt Xin chào và hẹn gặp lại